Xin kính chào quý vị. Khu vực Hà Nội do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với trường gió Tây Nam trên cao. Nên tối và đêm nay trời phổ biến là nhiều mây và có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 cho tới 20 độ. Sáng sớm mai thì hiện tượng sương mù xuất hiện khắp thủ đô Hà Nội khiến cho tầm nhìn bị giảm thấp, đặc biệt là khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây. Người dân cần phải chú ý khi lưu thông vào khoảng thời gian này để đảm bảo an toàn. Tại các khu vực phía Tây, phía Nam và trung tâm thành phố, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, sau đó thì tạnh mưa trời hứng nắng, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều đo được ở mức là 24 độ. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ ấm dần lên. Nguyên nhân là do từ nay cho tới cuối tuần, dự báo sẽ không có một đợt không khí lạnh nào bổ sung thêm, trong khi khối không khí lạnh cũ lại đang suy yếu dần. Vì thế mà nhiệt độ sẽ tăng nhanh và chạm ngưỡng 28 độ vào ngày thứ Bảy 23 tháng Chạp. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Tại khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ dao động từ 18 cho tới 24 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín cho tới Mỹ Đức, với nhiệt độ phổ biến là 18 tới 23 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ dao động từ 18 cho tới 23 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ sẽ dao động từ 17 cho tới 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, nhiệt độ dao động từ 19 cho tới 24 độ. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!